hơn 98 không kiện tới cùng NE vì thấy tội. Nhưng đàn chị không biết điều. Tại vì Ngân thấy người ta đang khổ, người ta tội cho nên là Ngân muốn để cho người ta làm ăn kinh doanh. Ngân đã không làm tới rồi, tại vì Ngân thấy tội. Cho nên đôi khi mình suy nghĩ phải sâu hơn một tí xíu nữa. Suy nghĩ ngắn quá. Lại có bạn trai báo thủ quầy đục nước. Tội nhất là va vào những cái loại đàn ông mà họ đã không giúp cho bạn gái mình được cái gì rồi mà toàn là thấy báo đời không mà thấy hại không mà thấy bạch dại không mà. Vậy chứ bù nó mà có chuyện gì là không giải quyết được, không lo được đâu. Vậy mà thấy người ta the cho rồi á thì lại lên chị ở này chị ở kia thứ gì lạ vậy không biết. Vậy ba hôm lại nhắc tên nhưng chối đầy đẩy. Đó Ngân 98 không đủ chứng cứ. Quỳ Hữu Cường. Ngân 98 và Lương Bằng Quang lên sở để kiện Nam Em và Quế Vân. Bên Lương Bằng Quang nhắc đến Nam Em trước, không đủ bằng chứng mà cái người đủ điều kiện để mà kiện thì à Nam Em phải đủ điều kiện, chưa đủ bằng chứng. Còn bây giờ nếu muốn kiện tiếp thì phải thu thập thêm bằng chứng. Ngân 98. Luôn tới thời điểm bây giờ Ngân không có gì để sợ. Ngân nhắc tới tên người ta, Ngân vẫn rất lịch sự, tử tế và có sự thật đàng hoàng đã được chính người ta công nhận luôn. Bạn gái Lương Bằng Quang nhắn nhủ khán giả chờ đợi diễn biến, hay ti dừng môn kiện đến cùng. Cũng giống như người ta trốn lên trên Đà Lạt, nay người ta trốn chỗ này, mai người ta trốn chỗ kia, đâu có đầy đủ thông tin địa chỉ đâu mà để kiện. Người ta với chồng người ta khất Ngân, cho nên ok, Ngân sẽ làm cho vừa lòng người ta. Chiều ngày 5 tháng 5, Ngân 98 đã có buổi livestream nói về loạt lùm xùm gần đây. Nữ DJ cho biết sau khi lên sở thông tin và truyền thông làm việc, bản thân đã định bỏ qua cho cặp chị em NE, quý vị nhưng đối phương lại không biết điều, lần nữa nhắc tên cô trên sóng livestream. Bạn gái Lương Bằng Quang cho biết Nam Em hiện không có địa chỉ sống cố định nên rất khó để cơ quan chức năng vào cuộc làm việc. Ngân 98 chia sẻ, người ta giấu kỹ, giấu kín quá cũng giống như người ta trốn lên trên Đà Lạt, nay trốn chỗ này mai đổ đi đâu có đầy đủ thông tin địa chỉ mà kiện. Đáng lý là Ngân đã bỏ qua rồi đó, Ngân thấy tội mà người ta với bạn trai lên kích Ngân, cho nên Ngân sẽ làm cho vừa lòng người ta. Lương Bằng Quang cũng có những chia sẻ với khán giả sau khi bạn gái liên tiếp vướng lùm xùm không hay. Anh cho biết Ngân 98 có lòng trắc ẩn nên muốn bỏ qua chứ không có ý khinh thường ai cả. Tuy nhiên, đối phương lại liên tục chẳng muốn im lặng bỏ qua mà quyết chiến đến cùng. Ngân 98 cũng cảm thấy tiếc nuối cho Nam Em khi người đẹp có một người bạn trai suy nghĩ không thấu đáo, liên tục gây họa. Được biết trong buổi livestream gần đây, Bùi Hữu Cường đã thẳng thắn nhắc nói với Ngân 98 và Lương Bằng Quang. Bạn trai Nam Em chia sẻ, bên Lương Bằng Quang nhắc đến Nam Em trước, chưa đủ bằng chứng mà đi kiện. Trong khi đó, Nam Em mới là người đủ điều kiện để kiện bên đó. Bây giờ muốn kiện thì phải thu thập thêm bằng chứng. Những lời nói của Bùi Hữu Cường lần nữa khiến Ngân 98 không khỏi bức xúc. Vì vậy, nữ DJ cho biết sẽ suy nghĩ lại có làm đơn kiện đến cùng hay không. Người đẹp chính ít nói, sợ nhất là va vào những loại đàn ông đã không lo được cho bạn gái mình được cái gì rồi mà toàn thấy báo đời không bà, thấy hại thôi. Thấy người ta tha cho rồi thì lại lên kỵ này kỵ nọ, thứ gì là vậy không biết. Không những vậy, nữ DJ còn nhắn gửi cặp đôi rằng nếu muốn kiện ngược lại cô thì cứ thoải mái. Cô nàng thừa nhận bản thân có nhắc tên đàn chị nhưng hoàn toàn không bêu trếu hoặc nói điều chẳng tích cực. Vì vậy, cô không cần thấy lo sợ. Thậm chí, Ngân 98 còn vô tư đọc địa chỉ chung cư trên sóng livestream để đối phương dễ dàng làm việc. Hành động thẳng thắn của Ngân 98 khiến dân tình không khỏi bất ngờ. Được biết, trong buổi livestream gần đây, Ngân 98 đã có ý định không hoàn thành đơn kiện, sẽ tha thứ cho NE và QV. Ngân 98 chia sẻ, hồi xưa giờ tất cả những người hạ bệ Ngân cỡ nào đi chăng nữa thì ví dụ Ngân vừa mới coi thì Ngân buồn lúc đó thôi, nhưng mà về lâu dài, qua vài ngày hay nhiều tuần Ngân không trách họ nữa. Thực sự Ngân tha thứ, mình nói thiệt luôn đó. Ngân thấy mọi chuyện cũng qua rồi, người ta cũng im rồi có nghĩa là người ta cũng đã nhận ra cái sai của mình. Chắc là người ta thay đổi rồi cho nên tới giờ Ngân vẫn chưa làm lại cái đơn mới. Tuy nhiên Ngân 98 muốn yên bình nhưng tam tai không rời cô. Hiện tại, phía đối phương lần nữa nhắc tên nữ DJ trên sóng livestream. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.